Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. Chào quý vị và các bạn. Tôi là Huyền Nhung, người quản lý của GH Shop. Ngày hôm nay có chị Nga là một khách hàng của GH Shop. Chị rất vui khi được chị Nga có mặt ngày hôm nay để chia sẻ về trải nghiệm cũng như cảm nhận của chị khi mà sử dụng cái viên đặt phụ khoa của Quan Gian. Vâng, chào chị ạ. Chào Nhung. Cảm ơn Nhung rất là nhiều. Hôm nay chị Nga có thể giới thiệu qua cho em một chút về bản thân của mình để khán giả được biết được không ạ? Chào Nhung và chào tất cả mọi người. Mình thì đã ở tuổi TMK, tức là năm nay mình 48 tuổi. Và công việc của mình thì mình làm chuyên viên của bên Bộ Tài nguyên Môi trường, thuộc chuyên ngành về bảo tồn thiên nhiên và cảnh quan thiên nhiên. Trong cái chuyên ngành của mình thì nó cũng có một cái mảng là phục hồi các cái hệ sinh thái, và cái này nó cũng là một cái mà mình có thể chia sẻ vì sao mà lại cũng liên quan đến sản phẩm mà mình hiểu nó sâu sắc hơn. Vâng, và thưa quý vị, thì chị Nga là một khách hàng đã sử dụng sản phẩm của bên mình được từ tháng 11, cũng đã được 2 tháng rồi, sau hơn 2 tháng rồi sử dụng rồi thì chị Nga cũng đã quay trở lại. Và chị Nga có thể chia sẻ cho mọi người quan tâm được biết là cái tình trạng và cái lý do tại sao chị biết đến và quyết định sử dụng cái viên đặt phụ khoa Quan Gian này được không ạ? Cảm ơn Nhung. Mình thứ nhất ý, là mình xin chia sẻ là cái viên đặt tương tự như thế này thì 2018 mình đã được sử dụng 5 viên, nhưng mà là sản phẩm của Việt Nam, do một người thầy của Viện Tiềm năng Con Người. Thì mình sử dụng sản phẩm này mình thấy nó vô cùng tốt, nhưng mà chỉ có một cái điều là hơi lo ngại là có thể cái cảm nhận của mình về cái nhiễm khuẩn, tức là cái tính vô trùng của nó như thế nào. Nhưng mà sau khi đó thì mình cũng đang tìm kiếm một cái loại thuốc để mà trị cái phần phụ của mình vì viêm. Mình là viêm lộ tuyến và bị viêm là cũng lâu, bị viêm đi viêm lại là cũng rất là lâu, và cũng dùng các biện pháp khác nhau rất là nhiều, từ thuốc cho đến các cái phương pháp trị liệu của Trung Quốc, như là họ cho mình châm cứu kèm theo là thuốc uống rồi viên đặt, tức là cũng rất là nhiều, nhưng mà mình cũng chưa có khỏi, cứ bị đi bị lại. Biết được Quyết là năm 2018 thì Quyết cũng làm những cái sản phẩm về tế bào gốc, và mình thì cũng rất là ưng những cái sản phẩm này. Tuy nhiên là nó lại là cái sản phẩm khác, chứ không phải là cho phụ nữ, là cái viên đặt phụ khoa. Nói về cái viên đặt phụ khoa thì cũng rất là có duyên, thì đúng cái lúc mà mình đang tìm kiếm thì chat ngay với Quyết, và Quyết nói thì mình đến ngay lập tức và mình đã sử dụng ngay ngày đầu tiên, và cho đến bây giờ thì mình đã dùng được 4 viên. Và các kết quả của từng ngày một, từng viên một thì nó đều có kết quả rất là rõ ràng. Và những cái mình cũng chia sẻ ở trên nhóm rồi đấy, trên nhóm Zalo của các bạn ấy, là những cái hình ảnh chụp mà mình đã chụp là từ viên 1 này, viên 2 này, viên 3, viên 4 của mình như thế nào, và các cái kết quả như thế nào, thì nó đều rất là tốt và nó tiến triển. Thì ví dụ như là viên 1 thì lúc đó thì mình sẽ thấy là nó giống như là mình rửa mặt thì các cái màng bám thì nó sẽ được đẩy ra như là mình rửa mặt đấy. Tiếp theo nữa thì sau đấy thì mình mới thấy những cái mảng bám đấy nó mới đóng lại được thành những cái bánh, nó như là kiểu những cái miếng tấm nhỏ, như là cái miếng như là bánh mình hay ăn, là những cái miếng bánh mỏng, tức là nó thành lớp, thành mảng. Và mình thì bị viêm nên là mình thấy rằng là nó ngay lập tức cái viên đầu tiên mình đặt ấy, thì mình thấy là cái phần phụ của mình nó nhẹ. Đấy là cảm giác đầu tiên.
Cảm giác thứ hai nữa là sau khi mà mình lấy cái viên đặt thứ nhất ra ấy, thì mình thấy rằng là cái bụng của mình ấy như là được lấy được ra một cái phần, tức là mình cảm nhận được là cái phần phụ của mình rất là nhẹ, rỗng, giống như mình được lấy ra ở trong cái phần trong cơ thể của mình một cái phần nào đó. Thì đấy là cái cảm giác rất là rõ và cảm thấy rất là sung sướng với cái điều đấy. Thật sự là cái đấy mình mong mỏi nhất. Nhưng mà ngoài ra thì mình thấy có một số những điều tuyệt vời hơn nữa. Đó là ngoài cái chuyện là sạch như vậy thì cái cổ tử cung của mình nó cũng được tái tạo lại cái tế bào bằng cách là các cái tế bào của nó cũng rất là như là mình cảm giác như mình tươi mới. Và hơn nữa là mình cũng lâu rồi cái sinh hoạt tình dục của mình thực sự là nó cũng không có, gần như là không có. Nhưng mà khi mà mình đặt cái viên này thì mình cảm thấy tự tin. Và cũng không hiểu là cơ duyên thế nào, nhưng mà mình lúc đấy mình mới tự tin mình có bạn trai. Tức là thực ra là không phải là mình thì cũng có, nhưng mà mình không có lựa chọn, mình cũng rất là sợ. Tuy nhiên là khi mà cái viên đặt này có thì mình cảm thấy mình tự tin hơn rất là nhiều. Đó là cái điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là cái cổ tử cung ấy, thì mình thấy rằng là nó nhỏ, cái kích thước của nó được thu nhỏ lại, nó giống như mình được làm mới ấy. Thì thay vì là các mẹ phải phẫu thuật để làm cho cửa tử cung của mình sau sinh được nhỏ lại, thì mình cảm nhận được rằng là cái viên đặt này nó sẽ thay thế cái giải pháp là phải khâu. Thì cái này nó hoàn toàn giúp được cho cái cổ tử cung của các mẹ là được nó được trở lại ở cái trạng thái là như cũ. Mình cảm giác là như thế. Thật sự là mình thấy rằng là chưa thấy một cái điểm gì là chê cả. Thấy tất cả những điều rất là tuyệt vời. Và mình ngay lập tức thì hôm qua mình về quê và khi ngủ cùng thì bà bác mình có chia sẻ về cái chuyện là phụ nữ của bác. Thì mình chia sẻ ngay cái viên này. Và một cái nữa là lưu tâm là đối với cả người miền Bắc, khí hậu ẩm ướt thì cái nhiễm khuẩn và cái độ ẩm nó thường là nó tạo cho mình hay bị nấm vào khuẩn. Mình ở trong là thường xuyên là nấm vào khuẩn rất là nhiều. Khi mà kiểm tra thì nấm vào khuẩn rất là cao. Thì mình thấy rằng là riêng cái khoản nấm ấy thì thật sự là sung sướng, bởi vì là những người mà phụ nữ mà bị nấm ngứa thì kinh khủng. Nếu mà chia sẻ với các mẹ là thật sự là khổ sở về cái chuyện là ngứa. Đó, thế thì cái này mình cũng thấy là ngứa nó giảm một cách đáng kể. Tuy nhiên mình chia sẻ thêm một cái là mình thì dùng thêm là rửa bằng lá trầu không. Và lá trầu không thì mình hái lá tươi và mình về mình rửa sạch. Và mình không cho nước vào và mình rửa, mình ngâm cho một ít hạt muối vào, muối hạt. Thì mình thấy kết hợp giữa hai cái này nó vô cùng hiệu quả. Lá trầu không hoặc lá bàng. Lá bàng thì mình không rõ, nhưng mà nó là tùy người hợp. Vì là có người chia sẻ với mình là lá ổi. Lá ổi thì mình cũng thử, nhưng mà lá ổi đối với mình không hiệu quả. Nhưng mà đối với mình thì vô cùng hiệu quả đối với trầu không. Thì cái này nó phụ thuộc vào từng mỗi người. Các bạn có thể đều thử được là lá trầu không hay là lá ổi hay là lá bàng. Thì với cơ địa của mỗi người thì mọi người sẽ lựa chọn. Nhưng mà tuy nhiên là mình thấy cái lá trầu không thì vô cùng tuyệt vời luôn. Như bé nhà em trước cũng đi học ấy, thế là cũng nó cũng hơi đỏ lên một chút. Em cũng về nhà ở quê em qua cây trầu không nhà bà chồng, thế là em cũng rửa xong em cũng đúng. Nên là bây giờ cũng đang định là nghĩ là ở chỗ nào mà ở trồng cây trầu không rất tốt cho chị em phụ nữ chúng mình. Vâng, thì rất là chúc mừng chị Nga khi mà đã phục hồi và cải thiện được tốt cái bệnh phụ khoa của mình. Vâng, thưa quý vị, phụ nữ thì phải mang trên mình cái trọng trách làm mẹ, làm vợ và là người giữ lửa cho gia đình. Nhưng xong thì xong cùng với đó là phải đảm bảo sức khỏe cho bản thân của mình. Chị Nga thì đã gặp khó khăn với những vấn đề liên quan đến bệnh phụ khoa. Và sau 2 tháng sử dụng thì chị đã hoàn toàn tự tin với sức khỏe của mình và đến đây chia sẻ cho người hát sốt cũng như các quý vị đang theo dõi có một giải pháp vô cùng hiệu quả và an toàn để bảo vệ cái sức khỏe vùng kín và phòng chống các vấn đề về bệnh phụ khoa. Thì rất cảm ơn chị Nga đã dành thời gian đến đây chia sẻ cho chúng em với buổi ngày talk show ngày hôm nay.
Rất cảm ơn chị ạ. Nguyên đặc phụ khoa quyền kiện Quan Gian hiện đang được phân phối chính hãng tại GH Shop. Nếu quý vị có nhu cầu có thể đặt hàng qua số điện thoại 0987 697 007 hoặc qua số điện thoại 0902 284 189, hoặc quý vị có thể truy cập vào website ghshop.vn. Nếu có quý vị có thể đến trực tiếp cơ sở của chúng tôi tại địa chỉ số 39 ngõ 32/65 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và quý vị cũng đừng quên chia sẻ, và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.